Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Israel đã hạ lãnh đạo Hezbollah như thế nào? Israel được cho đã dùng 8 chiến đấu cơ dội 80 tấn bom vào bong ke ngầm của lãnh đạo Hezbollah, ông Hassan Nasrallah, khiến ông này thiệt mạng. Lực lượng Hồi giáo vũ trang Hezbollah xác nhận Israel đã đánh bom sát hại lãnh đạo nhóm này là ông Hassan Nasrallah gần thủ đô Beirut, Lebanon vào hôm 28 tháng 9. Được biết, Israel đã không kích bằng 80 tấn bom. Cụ thể, theo một số nguồn tin biết rõ về vụ việc, lực lượng không quân Israel đã không kích bong ke nằm sâu 18 mét nơi ông Nasrallah và các nhà lãnh đạo cấp cao khác của Hezbollah đang tụ họp bằng khoảng 80 tấn bom. Một quan chức quân sự cấp cao của Israel cho biết các cuộc đánh bom vào địa điểm này đã diễn ra liên tiếp, vụ này nối tiếp vụ kia nhằm xuyên thủng bong ke ngầm, theo tờ The Wall Street Journal. Một đoạn video do lực lượng Israel công bố cho thấy những chiếc máy bay chiến đấu được cho là đã sử dụng trong cuộc tấn công giết chết lãnh đạo Hezbollah mang theo những quả bom nặng khoảng 907 kg, theo các chuyên gia về đạn dược và phân tích của tờ The New York Times. Video cho thấy 8 máy bay tham gia chiến dịch này được trang bị ít nhất 15 quả bom 907 kg, bao gồm cả BLU-109 do Mỹ sản xuất, được trang bị hệ thống dẫn đường chính xác JDAM. Theo ông Trevor Bone, một cựu kỹ thuật viên xử lý bom mìn của quân đội Mỹ. Theo ông Bone, những quả bom này được gọi là bom phá bong ke, có thể xuyên qua lòng đất trước khi phát nổ. Video mà Israel công bố không quay cảnh máy bay thả bom, song theo ông Bone, các vụ nổ xảy ra ở vùng ngoại ô đông dân phía nam của Beirut và thiệt hại chúng gây ra phù hợp với những gì mà bom nặng 907 kg mà chiến đấu cơ của Israel mang theo trong video gây ra. Hai quan chức quốc phòng cấp cao của Israel nói với tờ The New York Times rằng hơn 80 quả bom đã được thả trong khoảng thời gian vài phút để giết lãnh đạo Hezbollah nhưng không cho biết cụ thể loại bom được sử dụng. Kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng. Theo các nguồn thạo tin, kế hoạch của Israel đã được sắp xếp từ nhiều tháng trước và Israel đã bắt đầu thảo luận nghiêm túc về phương án giết ông Nasrallah trong những ngày gần đây. Việc Israel quyết định ra tay trong thời điểm này diễn ra ngay sau khi tình báo Israel biết về cuộc họp giữa ông Nasrallah và các lãnh đạo Hezbollah khác vài giờ trước khi cuộc họp diễn ra. Người phát ngôn lực lượng Israel, ông Nadav Sosani cho biết, chúng tôi có thông tin tình báo thời gian thực rằng Nasrallah đang tụ tập với nhiều phần tử khủng bố cấp cao. Cuộc tấn công này cho thấy một khía cạnh quan trọng của cuộc chiến ở Gaza. Israel sẵn sàng sử dụng bom lớn để đạt được mục tiêu quân sự của họ, bao gồm việc nhắm vào các thủ lĩnh cấp cao của Hamas và các lãnh đạo cấp cao của Hezbollah, ngay cả ở khu vực thành thị, nơi có thể gây ra thương vong cho nhiều dân thường. Điều đó cho thấy Israel nghiêm túc trong việc ngăn chặn mối đe dọa dai dẳng này từ Hezbollah và họ sẵn sàng chấp nhận nhiều rủi ro khi thực hiện điều đó. Sức nặng của cuộc tấn công được thiết kế để đảm bảo cơ hội thành công cao nhất trong việc giết lãnh đạo Nasrallah. Ông Joseph Votel, cựu chỉ huy lực lượng Mỹ ở Trung Đông nhận định. Chân dung thủ lĩnh Hezbollah, người vừa bị Israel tuyên bố tiêu diệt. Chân dung của Hassan Nasrallah, thủ lĩnh Hezbollah đã chìm trong bóng tối sau cuộc không kích chớp nhoáng của Israel, được xem là người ra quyết định trung tâm và lãnh đạo chiến lược của tổ chức này. Nasrallah đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lịch sử chính trị và quân sự của khu vực. Vào ngày 28 tháng 9, quân đội Israel công bố rằng họ đã thực hiện một cuộc không kích chính xác nhằm vào một tòa nhà ở ngoài ô Beirut, dẫn đến cái chết của Nasrallah cùng nhiều chỉ huy cấp cao khác. Sinh ra tại Beirut vào năm 1960, Nasrallah được biết đến như một người đàn ông tôn thờ đức tin Hồi giáo và có sức ảnh hưởng lớn từ những năm đầu tham gia hoạt động chính trị cho đến khi trở thành tổng thư ký của Hezbollah vào năm 1992, sau cái chết của người tiền nhiệm trong một cuộc tấn công bằng trực thăng. Dưới sự lãnh đạo của ông, Hezbollah không chỉ đối đầu với Israel trong những cuộc xung đột khốc liệt, mà còn góp phần quan trọng vào việc buộc lực lượng Israel rút khỏi miền nam Lebanon vào năm 2000. Năm 2006, Nasrallah một lần nữa khẳng định vị thế của mình khi dẫn dắt Hezbollah trong cuộc chiến kéo dài một tháng chống quân đội Israel, cho thấy sức mạnh và tinh thần kháng cự của tổ chức này. Trong những năm gần đây, dưới sự chỉ huy của Nasrallah, Hezbollah đã chuyển mình từ một lực lượng quân sự sang một lực lượng chính trị mạnh mẽ tại Lebanon, với nhiều thành viên được bầu vào quốc hội.
ông cũng mở rộng mối liên kết với các nhóm khác trong khu vực như Hamas và Iran. Tuy nhiên, sự nghiệp của ông không hề dễ dàng sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Hezbollah đã phát động các cuộc tấn công vào các đồn quân sự Israel, tuyên bố đây là mặt trận dự phòng cho Gaza. Hành động này khơi dậy một làn sóng đối đầu liên tục giữa hai bên. Dù nổi tiếng trong cộng đồng người Ả Rập và Hồi giáo, Nasrallah cũng bị coi là một nhân vật cực đoan tại phương Tây. Ngày nay, ảnh hưởng của ông đã vượt ra ngoài biên giới Lebanon, trở thành một phần quan trọng cho trục kháng chiến của Iran. Sự ra đi của ông sẽ để lại một khoảng trống lớn trong hệ thống các nhóm vũ trang trong khu vực. Bất chấp tầm quan trọng của mình, Nasrallah sống trong sự ẩn náu, luôn lo sợ một cuộc ám sát từ Israel. Mới đây, nhiều người bắt đầu tin rằng nỗi sợ hãi ấy đã trở thành hiện thực sau những cuộc tấn công vào Lebanon. Hiện tại, Hezbollah vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về số phận của vị thủ lĩnh này. Hezbollah xác nhận lãnh đạo Hassan Nasrallah thiệt mạng, lãnh tụ tối cao Iran lên tiếng. Nhóm vũ trang Hezbollah xác nhận ông Hassan Nasrallah, lãnh đạo tối cao của nhóm này đã thiệt mạng và cho biết sẽ tiếp tục cuộc chiến chống lại Israel. Ngày 28 tháng 9, nhóm vũ trang Hezbollah xác nhận ông Hassan Nasrallah, lãnh đạo tối cao của nhóm này đã thiệt mạng. Thông báo trên được đưa ra vài giờ sau khi lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố rằng lực lượng đã giết ông Nasrallah trong cuộc không kích vào thủ đô Beirut, Lebanon hôm 27 tháng 9, theo đài CNN. Trong thông báo, Hezbollah bày tỏ sự thương tiếc trước cái chết của ông Hassan Nasrallah. Nhóm này ca ngợi ông là một vị tử đạo vĩ đại, một nhà lãnh đạo anh hùng, táo bạo, dũng cảm, khôn ngoan, sâu sắc và trung thành. Hezbollah cũng tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc chiến chống lại Israel, ủng hộ Palestine và bảo vệ Lebanon cũng như người dân nước này. Cùng ngày, lãnh tụ tối cao Iran, ông Ali Khamenei đã gửi thông điệp tới nhóm vũ trang Hezbollah. Trong thông điệp, ông Khamenei khẳng định tất cả các lực lượng kháng chiến khu vực đang sát cánh cùng Hezbollah. Trước đó, phía lực lượng phòng vệ Israel cho hay, ngoài ông Hassan Nasrallah, nhiều thành viên cấp cao khác của Hezbollah đã thiệt mạng trong cuộc không kích hôm 27 tháng 9. Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel, ông Hezi Halevi cũng cho biết việc tiêu diệt ông Nasrallah chưa phải là hồi kết trong kế hoạch của Israel. Israel khả năng sử dụng bom xuyên phá 2,3 tấn trong cuộc tấn công Beirut. Giới chức Iran vừa tiết lộ rằng Israel đã sử dụng bom xuyên phá nặng 2,3 tấn do Mỹ cung cấp trong cuộc không kích nhắm vào ngoại ô thủ đô Beirut, Lebanon. Vào tối 27 tháng 9 và rạng sáng 28 tháng 9, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã thực hiện hai đợt tấn công nhằm vào trụ sở dưới lòng đất và các khu chung cư cất giấu vũ khí của Hezbollah. Theo nguồn tin từ Hezbollah, đợt không kích đã phá hủy 6 tòa nhà, trong khi Bộ Y tế Lebanon báo cáo có ít nhất 6 người thiệt mạng và 91 người bị thương. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi lên án Israel vì đã sử dụng một vài quả bom xuyên phá hầm ngầm nặng 2,3 tấn, mà theo một số chuyên gia, có thể là bom GBU-72, được phát triển bởi Mỹ từ năm 2021. Bom GBU-72, phiên bản dẫn đường chính xác của bom xuyên phá PLU-138, có khả năng xuyên qua tối đa 30 mét đất hoặc bê tông cốt thép dày 6 mét, nhờ vào hệ thống dẫn đường GPS. Chuyên gia quân sự Eliza Mania nhận định rằng đây có thể là lần đầu tiên loại bom này được sử dụng thực chiến, cho thấy Israel muốn đảm bảo không ai sống sót tại khu vực bị tấn công. Một quan chức Israel thông báo rằng mục tiêu chính của cuộc không kích là thủ lĩnh Hezbollah, Hassan Nasrallah. Tuy nhiên, một quan chức khác cảnh báo rằng vẫn quá sớm để xác nhận tình hình của ông. Trong khi đó, nguồn tin từ Hezbollah khẳng định Nasrallah vẫn ổn sau sự việc. Quân đội Israel cũng tuyên bố đã tiêu diệt Muhammad Ali Ismail, chỉ huy đơn vị tên lửa của Hezbollah ở miền nam Lebanon, cùng nhiều quan chức cấp cao khác, nhưng không đề cập đến Nasrallah. Căng thẳng giữa Israel và Hezbollah gia tăng sau các vụ nổ thiết bị liên lạc của nhóm tại Lebanon ngày 17 và 18 tháng 9, khiến ít nhất 39 người thiệt mạng. Liên tiếp các cuộc tấn công qua lại giữa hai bên đã diễn ra, làm hơn 700 người thiệt mạng và hơn 5.000 người bị thương chỉ trong những ngày gần đây. Với cuộc tấn công quy mô lớn hôm 23 tháng 9 là đỉnh điểm, khiến ít nhất 569 người thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em và phụ nữ. Mối quan hệ đặc biệt giữa Mỹ và Israel đã kéo dài từ khi Israel tuyên bố độc lập vào năm 1948, với viện trợ quân sự là một yếu tố cốt lõi. Đến năm ngoái, Mỹ đã cung cấp khoảng 158,7 tỷ USD cho Israel, trong đó 124,3 tỷ USD cho quân đội. Hiện nay, Israel nhận hơn 3 tỷ USD viện trợ quân sự hàng năm từ Washington. Tuy nhiên, khi tình hình chiến sự kéo dài và gây thương vong lớn cho dân thường, Mỹ đã đưa ra một số cảnh báo về vũ khí để gây sức ép lên Israel, bao gồm việc hoãn chuyển giao lô bom hạng nặng hồi tháng 5.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.